Hùng Rô Cứu Ngạo. Chồng là gì, bạn biết chưa? Nhà nữ hóa học khẳng định chồng là một dạng vật chất không bao giờ đi mất, mà chỉ chuyển từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác. Nhà nữ sinh vật học phát hiện chồng là loài bò sát năm chân thích nhún. Nhà nữ vật lý học phát biểu chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực vạn vật hấp dẫn, khi đi xa thì hút, khi gần thì đẩy lia lịa. Nữ thiết kế thời trang ngắn ngầm chồng như một bộ áo váy lỗi thời mà đi đâu cũng phải mặc, nhưng hở ra là chị em hàng xóm mượn ngay. Nữ khảo cổ học nhận định chồng là đồ cổ ít có giá trị với vợ, nhưng với người khác lại là vô giá. Nữ bác sĩ khuyến cáo chồng là loại vi khuẩn lờn thuốc khó chữa. Nữ nhân viên ngân hàng cảnh báo chồng là chuyên gia vay nợ nóng nhưng không có khả năng chi trả. Nữ ca sĩ Gen Z chồng là bài hát chán òm, đã vầy tông lại cao, phải gào lên liên tục. Chị nông dân hào hứng chồng là lúa giống, nếu không nhanh tay xạ ruộng thì sẽ có nguy cơ bị hàng xóm mượn giống. Em xã viên nông trại ngậm nghĩ chồng như con gà trống, sẵn sàng đạp bất kỳ con gà mái nào tới gần, không quản già trẻ đẹp xấu.